Thưa quý vị, vòng 2 của chương trình Vô Tiếng Việt đã kết thúc và chúng ta đã xác định được 2 người để đến với vòng tiếp theo của chương trình. Luật cụ thể, xin mời. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi, người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng nhá. Rồi, vòng sâu chuỗi, xin mời. Mời các bạn. Càng càng, mời bạn. Gừng đây, càng già càng cay. Gừng càng già càng cay, đáp án chính xác. Sâu chuỗi, câu tiếp theo, xin mời. Cười dao biết chiếc câu, xin mời. Chiếc dao câu biết cười. Chiếc dao câu biết cười, đáp án chính xác. Đây là trích trong bài Bà của Trần Mạnh Hảo. Cái cơi trầu biết nói, chiếc dao câu biết cười, bà ngồi bên cạnh cháu mà ngỡ trăm năm rồi. Xin mời, vòng sâu chuỗi, tiếp theo. Bé bé tiêu mà nhưng hạt. Xin mời. Bé nhưng mà hạt tiêu. Mời bạn Ly. Bé nhưng mà hạt tiêu. Chưa chính xác. Bé nhưng mà bé hạt tiêu. Đáp án chính xác. Bé nhưng mà bé hạt tiêu. Mời các bạn tiếp tục ạ. Đừng quá căng thẳng. Đã ớt cay đỏ nghe nồng. Mời bạn Thanh. Đã cay nồng nghe ớt đỏ. Chưa chính xác. Đã ớt đỏ nghe cay nồng. Chưa đúng. Đã cay nồng nghe ớt đỏ. Chưa phải. Đây là trích trong bài Cơm Hến. Đã nghe ớt đỏ cay nồng. Đã nghe ớt đỏ cay nồng, đáp án chính xác. Câu tiếp theo, mời các bạn. Sánh má say men những sóng đào. Má đào sóng sánh những men say. Đáp án chính xác. Vâng. Chúng ta đến với câu tiếp theo vòng sâu chuỗi. Xin mời. Mời bạn Thành. Dâng lên khóe mắt từ trái tim. Chưa chính xác. Dâng lên khóe mắt từ trái tim. Ơ không phải kìa. Vâng. Dâng từ trái tim lên khóe mắt. Dâng từ trái tim lên khóe mắt, đáp án chính xác. Thành ơi, ở nhà nghỉ hè có hay về quê không? Dạ, nghỉ hè em hay về ngoại ạ. À, về ngoại hả? Vâng. Thế nhà bà có nuôi những con gì? Nhà ông bà ngoại em là từng nuôi gà. Đúng rồi. Đến đây là quá đủ bởi vì anh nhận xét chiếu chuẩn. Vì sao anh hỏi đến đây là bởi vì em nhấn chuông như gà mổ thóc. Chúng ta đến với câu tiếp theo vòng sâu chuỗi. Mồ hôi rám má quanh vòng chảy đôi. Mồ hôi chảy quanh đôi má rám. Chưa chính xác. Mồ hôi chảy vòng quanh đôi má rám. Đáp án chính xác. Có một vấn đề đưa ra là còn 2 câu nữa nhưng bạn Thành cũng đã được 5 câu. Ok. Tôi tuyên bố bạn Thành chính là người vào vòng 4 của chương trình. Vâng, bạn Thành vào vòng 4 và tôi xin cảm ơn bạn Ly đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn bạn. Bạn Thành hôm nay nhanh quá, nhất là cái gà bổ thóc. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ vâng ạ.